chào các bác. Này bên cửa hàng nhà em lên sóng giới thiệu cho các bác một cặp loa full 30 BIF Brosa. Đây là một cái hãng mới các bác nhé. Với một đôi loa full 30 lên như thế này, cấu hình chơi là full đơn, một bát 30 và một chép kèn 450. Với cái mẫu thùng nhìn rất là đẹp các bác nhé, form thùng nhìn rất là gọn, rất là sang, với màu nước sơn màu đen. Con này là để cắm cặp loa phần dưới đáy, sơn sần chống nước các bác nhé. Ốc treo lóc này, treo ngang đủ, tay sách. Thùng này thì em cho các bác kích thước luôn, cao 61, sâu 38 và ngang rơi vào tầm 36. Hai tách tông hơi ở phần mặt trước, họng phễu hình bầu dục. Về phần củ chép ở đây thì sử dụng củ chép 450, lắp nhôm từ 115 côn 44, gen xoáy. Và thùng này thì làm gỗ mặt ép các bác nhé. Thùng toàn bộ là chôn gen lục giác hết. Bên trong lót bông mút trứng, phân tần mạch phíp màu xanh, 4 tụ lọc trắng sữa, 2 chở nhôm, 2 cuộn độc, một bóng đèn chống cháy chép các bác nhé. Phần tần này cho ra chất âm hay. Thùng toàn bộ là ke góc đầy đủ. Đây là rất là chắc chắn, rất là xịn sò luôn các bác nhé. Về phần củ bát thì sử dụng củ bát rất là nặng. Củ bát này nó nặng hơn các củ bát ở trên thị trường các bác nhé. Tại vì là linh kiện nó làm rất là tốt. Tại vì sao? Kẹp lỗ làm dày, từ dày kẹp lỗ dày nên là nó sẽ nặng hơn. Con này từ 190, côn 76, nhện màu vàng. Đây. Và củ này của nó là gân vải tẩm dầu 2 gân, màng cả mũ là màng chống nước các bác nhá. Con củ bát này lên thùng đánh uy lực, tiếng sáng, hát karaoke cực tốt. Rồi nhá các bác nhá, quay trở lại em sẽ test nhạc cho các bác nghe. Với một đôi lên như thế này em đang bán là 4,5 triệu một đôi. Giá 4,5 triệu một đôi. Các bác sử dụng một đôi loa full 30 nội thất bát chép phân tần ngon như thế này luôn. Với cái logo mới BIF Brosa này là bên em quản lý các bác nhá. Sắp tới em sẽ làm về thương hiệu này. Đây là demo lên trước cho các bác. Với một đôi như thế này thì em sẽ gửi về cho một bác khách ở Linh Bình, gửi xe khách về cho bác ấy. Công suất ra một cái loa nó rơi vào 500W trở kháng 8 ohm các nhá. Nên là sử dụng đôi loa này các bác bắt buộc phải có cái cục đẩy công suất 650W một kênh các bác mới đánh được. Tiếng rất hay các bác nhá. Và củ bát ở đây rất là chất, mặt bích thép trắng, xương nhôm, nhìn rất là đẹp. Đến với bên em là cam kết cho các bác chất lượng luôn. Em xin dừng nhạc. Khi mua hàng thì các bác đọc cho em là mã loa BIF củ bát xương trắng 4,5 triệu một đôi. Bên em giao hàng toàn quốc. Mua hàng quan tâm cái bộ mới này thì các bác nhấc máy điện trực tiếp về bên cửa hàng nha em nhé. Theo hai số hotline 5815 và 712, hai số này nhà em có Zalo luôn. Mua hàng các bác có thể kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi nhá, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like, ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhé.